lộ trình số hóa truyền hình giai đoạn 2, chậm nhất cuối năm nay, Hậu Giang sẽ tắt sóng truyền hình analog, ảnh hưởng đến việc tiếp cận thông tin của người dân. Tiết mục đại biểu với cử tri ngày hôm nay, ông Lê Thanh Tâm, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang, cung cấp một số thông tin về việc chuyển đổi này đến người dân. Sở Giao thông Vận tải Hậu Giang hướng đến nâng cao cải cách thủ tục hành chính từ việc triển khai thí điểm cấp đổi giấy phép lái xe qua đường bưu điện. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Hôm nay thứ Năm, ngày 7 tháng 4 năm 2016. Thưa quý vị, để thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 2, các địa phương phải phát huy tối đa sự đoàn kết trong nội bộ, đồng thời xây dựng kế hoạch khoa học, bài bản. Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, tại buổi làm việc với khối văn hóa xã hội tỉnh về tình hình hoạt động của khối trong những tháng đầu năm. Hội nghị còn có sự tham dự của ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tất cả các cơ quan này. Trong quý 1, khối văn hóa xã hội đã chủ động tập hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm. Trong đó, chăm lo an sinh xã hội cho gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 thành công, mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Bính Thân 2016. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục đã hoàn thành công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại Hậu Giang. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác tổng điều tra hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Giải quyết việc làm mới cho hơn 4.000 lao động, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hạn chế của khối văn hóa xã hội trong việc triển khai xây dựng các đề án, kế hoạch theo chương trình nghị quyết của tỉnh, cũng như tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra. Một số sở ngành và địa phương trong công tác phối hợp chưa tốt, chậm đổi mới phong cách thái độ làm việc. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm còn yếu, chất lượng khám chữa bệnh vẫn còn hạn chế. Trong quý 2, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, đặc biệt tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long MS Hậu Giang năm 2016. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang triển khai và đẩy nhanh thực hiện đề án số hóa truyền hình. Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tính toán kinh phí đầu tư cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang thêm một máy phát FM với công suất 20 kW để nâng phạm vi phủ sóng. Giao Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt chiến dịch tiêm ngừa sởi rubella phòng chống bệnh do virus Zika. Thời gian qua, Hậu Giang và tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc đã có sự hợp tác xúc tiến đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Và để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ này, hôm qua đoàn công tác cán bộ của huyện Gokseong, tỉnh Jeollanam đã có buổi đến thăm và khảo sát thực tế tại thị xã Long Mỹ. Sau khi khảo sát thực tế tại trường tiểu học Cầu Đường và điểm dự kiến để trồng dưa lưới trên địa bàn xã Long Trị A, đoàn cán bộ huyện Gokseong đã ghi nhận những đề xuất của địa phương. Về phía đoàn cũng hứa sẽ về bàn bạc và tính toán các phương thức, thời gian hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho ngành giáo dục, xây dựng cầu. Trên địa điểm trồng dưa lưới, phía Hàn Quốc cho rằng thổ nhưỡng và khí hậu ở vùng đất Long Trị A không phù hợp để trồng loại cây này. Vì vậy, sẽ nghiên cứu và hỗ trợ kỹ thuật sản xuất cho một số loại nông sản khác. Chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc Chonchanam Thamay của đồng bào dân tộc Khmer, sáng nay, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã đến thăm và tặng quà chúc Tết cho các vị sư sãi ở các điểm chùa Nam Tông Khmer, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang, cán bộ hưu trí và 20 hộ gia đình Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Tại các điểm chùa Nam Tông Khmer ở thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, xã Quá Lụ, phường Tư, thành phố Vị Thanh, đoàn đã ân cần hỏi thăm đời sống, sinh hoạt, sản xuất, trao tặng nhiều phần quà Tết cho các vị sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer có nhiều đóng góp cho tỉnh Hậu Giang thời gian qua, với lời chúc mừng Tết cổ truyền hạnh phúc, an toàn và tiết kiệm. Đồng thời mong muốn đồng bào phát huy những kết quả đạt được, thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em, tích cực tham gia các phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới.
và các bạn, theo lộ trình số hóa truyền hình, thì tỉnh Hậu Giang cùng với 26 tỉnh thành phố trong cả nước nằm trong giai đoạn 2 thực hiện chuyển đổi số hóa truyền hình. Chậm nhất là đến cuối năm 2016 phải chính thức tắt sóng truyền hình analog như hiện nay để chuyển sang phát sóng truyền hình kỹ thuật số. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là chuyển đổi truyền hình kỹ thuật số thì người dân sẽ bị ảnh hưởng như thế nào và cần phải làm gì để người dân có thể xem được truyền hình kỹ thuật số? Và về vấn đề này, trong tiết mục đại biểu với cử tri ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay ông Lê Thanh Tâm, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang. Xin chào ông và cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông có thể cho biết là tính đến thời điểm này, công tác triển khai số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện như thế nào và kế hoạch từ đây cho đến cuối năm ra sao? Thì thời gian qua thì tỉnh Hậu Giang đã thực hiện cái kế hoạch tuyên truyền đề án số hóa truyền hình. Thì tuyên truyền trên đài phát thanh truyền hình, ở đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cung cấp nhiều video clip tuyên truyền trên các cái trang thông tin điện tử, các cái cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin Truyền thông cũng như của Bộ Thông tin Truyền thông. Ngoài ra thì còn nhiều cái diễn đàn trên mạng Internet cũng giúp tuyên truyền về cái số hóa truyền hình. Trong thời gian tới thì hiện tại thì chúng tôi đang dự thảo để ban hành cái kế hoạch về triển khai cái đề án số hóa truyền hình từ nay đến cuối năm. Thì theo kế hoạch thì về phía đài thì chịu trách nhiệm là nâng cấp kỹ thuật để đảm bảo là phát truyền hình số đúng cái quy định, đúng tiến độ. Về phía Sở Thông tin Truyền thông thì chịu trách nhiệm là cung cấp cái đầu thu kỹ thuật số cho những cái hộ nghèo cũng như hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Vâng, và theo thông qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi có ghi nhận được ý kiến của anh Phạm Ngọc Đạo ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp với nội dung như sau. Hiện nay gia đình tôi đang sử dụng TV thế hệ cũ và để xem được truyền hình kỹ thuật số thì tôi phải mua thêm đầu thu tích hợp chuẩn DVB-T2. Tuy nhiên thì do trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm giá cả chênh lệch nhiều, vậy làm thế nào để có thể mua được đầu thu đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý? Và đây chắc là câu hỏi cũng như là thắc mắc của khá nhiều người dân, ông có thể hướng dẫn người dân không ạ? Thì đúng là cái vấn đề này cũng gây không ít băn khoăn cho người dân. Thì khi mà để chọn một cái đầu thu kỹ thuật số thì có rất nhiều chủng loại. Theo trên thị trường thì Bộ Thông tin Truyền thông đã cấp phép cho hơn 40 cái chủng loại đầu thu khác nhau. Tuy nhiên thì người dân khi mua một cái đầu thu kỹ thuật số thì nên chọn những cái sản phẩm mà có nhãn mác rõ ràng, như là cũng như các cái dấu quy chuẩn hợp quy, tem chống hàng giả vân vân. Tuy nhiên một cái thông tin hữu ích là bà con nên đến những cái địa điểm bán hàng tin cậy, uy tín để chọn một cái sản phẩm cho nó phù hợp. Và theo cái giá thị trường thì hiện nay thì đầu thu có giá dao động từ 350.000 đến khoảng 1 triệu đồng. Thì đó là cái giá bà con có thể chọn cho mình một cái sản phẩm phù hợp. Vâng, và để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được công nghệ truyền hình mới thì theo quy định những hộ nghèo và cận nghèo sẽ được hỗ trợ đầu thu truyền hình kỹ thuật số. Vậy ông có thể cho biết thì đến thời điểm hiện nay công tác kiểm tra cũng như là thống kê các đối tượng thuộc diện hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số là như thế nào và đến khi nào thì người dân của chúng ta sẽ nhận được đầu thu? Thì theo cuộc kết quả điều tra của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về số các hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh thì hiện nay thì tỉnh Hậu Giang có khoảng 28.000 cái hộ nghèo và khoảng 6.000 cái hộ cận nghèo. Tuy nhiên thì không phải những cái hộ nghèo và hộ cận nghèo nào thì cũng được hỗ trợ miễn phí cái đầu thu, mà chúng tôi chỉ hỗ trợ cho những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo mà có cái tivi và chưa có bắt được cái truyền hình kỹ thuật số thì chúng tôi mới hỗ trợ cái đầu thu kỹ thuật số miễn phí. Thì hiện tại thì Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương để lập cái danh sách chi tiết về cái hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ cái đầu thu kỹ thuật số.
thì có một cái tin vui là khoảng một tuần nữa thì các cái hộ nghèo cũng như hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh bắt đầu nhận cái đầu thu kỹ thuật số, và theo dự kiến thì đến hết tháng này thì hy vọng là tất cả những cái hộ nghèo cũng như hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đều được hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số theo quy định. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn ông Lê Thanh Tâm, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, số hóa truyền hình là một xu hướng tất yếu mà mục đích cuối cùng là phục vụ tốt cho nhu cầu tiếp cận thông tin và giải trí của người dân. Vì vậy, cần sự hợp tác và nắm bắt thông tin từ phía bà con để lộ trình số hóa truyền hình thời gian tới được thực hiện đúng theo kế hoạch. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về công tác thực hiện số hóa truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Thực hiện lộ trình số hóa truyền hình, vào đầu tháng 4 năm 2016, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang sẽ phát thêm sóng hạ tầng số mặt đất trên kênh 34. Do trạm phát đặt tại Vĩnh Long nên trong bán kính 75 đến 77 km sẽ thu được tín hiệu tốt nhất. Như vậy, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, một phần các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng có thể xem chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang theo chuẩn kỹ thuật số. Do công suất đơn vị truyền dẫn còn hạn chế nên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, tại huyện Long Mỹ, thành phố Vị Thanh, một phần thị xã Long Mỹ sẽ không bắt được kênh truyền hình số của đài. Để có thể thu tín hiệu tốt nhất đối với TV thế hệ cũ, cần lắp đầu thu DVB-T2 và anten. Đối với TV thế hệ mới đã có tích hợp đầu thu thì chỉ cần trang bị anten. Điều cần chú ý, chiều cao tối thiểu của anten là 6m, không có chướng ngại vật che chắn hướng thu về tỉnh Vĩnh Long. Để bắt được sóng kỹ thuật số của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, bằng cách dùng remote vào menu, sau đó bấm phím di chuyển đến dò kênh, chọn dò kênh tự động, sau đó bấm OK. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang ở vị trí kênh số 34. Nếu quý vị thực hiện dò thủ công, bấm số 34, bấm OK để lưu thông số và theo dõi chương trình. Những nội dung tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Trước sự lây lan nhanh của dịch virus Zika, đặc biệt là ở Việt Nam có 2 trường hợp nhiễm, Bộ Y tế đưa ra nhận định người dân không nên chủ quan, đồng thời có những lưu ý biểu hiện bệnh đối với phụ nữ khi mang thai. Sở Giao thông Vận tải Hậu Giang hướng đến nâng cao cải cách thủ tục hành chính từ việc triển khai thí điểm cấp đổi giấy phép lái xe qua đường bưu điện. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến 2 trường hợp dương tính với virus Zika ở thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa, nguyên nhân được xác định là do muỗi Aedes gây ra. Điều đáng lưu ý ở đây cũng là loại muỗi gây ra bệnh sốt xuất huyết. Với điều kiện khí hậu nhiệt đới như ở nước ta thì sự hiện diện của côn trùng này càng nhiều và nguy cơ gây bệnh cũng từ đó khắc nghiệt hơn. Điều đó đặt ra yêu cầu cho người dân cần phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa và chú ý hơn về sự nguy hiểm của dịch virus Zika. Virus Zika thật sự nguy hiểm vì có đến 4 con đường lây nhiễm truyền qua muỗi Aedes, hay còn gọi là muỗi vằn, đường tình dục, đường máu và từ mẹ sang con. Vì có nhiều đường lây nhiễm nên khả năng bùng phát dịch là rất lớn, nhưng lại có đến 80% trường hợp không biểu hiện bệnh ra bên ngoài nên rất khó khăn trong công tác chuẩn đoán bệnh. Hiện chưa có vaccine nào có thể phòng chống được virus Zika. Người bệnh có biểu hiện sốt, phát ban trên da, viêm kết mạc, đau khớp, đau cơ, mệt mỏi, đau đầu, thời gian ủ bệnh chưa xác định rõ và được cho là trong 12 ngày. Đặc biệt, virus Zika đã tiến hóa ngày càng nguy hiểm hơn. Các nhà nghiên cứu hàng đầu về Zika tuyên bố, loại virus này không chỉ liên quan tới chứng dị tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh mà còn dính líu tới hàng loạt chứng bệnh khác như nhiễm trùng não và tỉa sống nghiêm trọng. Chúng ta biết là cái virus Zika này nó vào cơ thể con người, đặc biệt là người phụ nữ mang thai thì nó sẽ sống ở tại nhau thai và phát triển ở tại đó. Nó gây ra cái tình trạng là thai chết lưu, là sảy thai. Và nó vô cái não của thai nhi, khi sanh ra thì nó ký sinh ở trên não và phát triển ở đó. Nó gây ra tật đầu nhỏ, viêm đa dây rễ thần kinh, nó gây ra cái hội chứng là yếu liệt tứ chi.
Trong khi virus Zika đang có nhiều biến chứng khó lường, thì trung gian truyền bệnh là mũi dằn cũng là loại mũi truyền bệnh sốt xuất huyết đã xuất hiện tại 130 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại Hậu Giang, hầu như địa phương nào cũng có đang lưu hành loại mũi này. Chúng tôi đang triển khai cái công tác đó là tăng cường công tác giám sát, quản lý cái đối tượng nguy cơ, đặc biệt là những người đi từ vùng dịch về sẽ được quản lý theo dõi. Khi có cái triệu chứng nghi ngờ thì chúng ta cho xét nghiệm để tìm cái virus này. Bên cái khối điều trị thì chuẩn bị sẵn sàng thuốc men hóa chất, phòng ốc để cách ly, để điều trị cho những người bị nhiễm cái virus này. Từ đầu năm đến nay, số ca nhiễm sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đã tăng gấp đôi năm ngoái với 64 trường hợp. Vì vậy, ngành y tế đang mở rộng phạm vi phun hóa chất trên địa bàn tỉnh và triển khai nhiều chiến dịch để phòng ngừa sự lây lan của virus Zika. Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nên nguy cơ lây truyền bệnh Zika là rất cao. Tuy nhiên, Bộ Y tế nhận định người dân không nên quá hoang mang bởi nếu virus Zika được phát hiện sớm, điều trị đúng cách, khoảng từ 7 đến 10 ngày là khỏi bệnh. Biến chứng nặng nhất do virus Zika có liên quan đến chứng đầu nhỏ ở thai nhi, trẻ sơ sinh. Vì thế, những phụ nữ đang mang thai hoặc dự định mang thai cần lưu ý những thông tin sau đây. Khi có biểu hiện sốt nhẹ từ 37,8 đến 38,5 độ C, mệt mỏi, một bàn rắc sẵn trên da, đau các khớp nhỏ ở bàn tay và bàn chân, đau cơ xương nhược, cần đến ngay các cơ sở y tế để kiểm tra. Thực hiện các biện pháp phòng chống mũi đốt như mặc quần áo kín, sáng màu, dùng các thuốc xua mũi côn trùng, nên mắc mụn khi ngủ. Tại vùng có dịch, càng triển khai các biện pháp diệt mũi, làm sạch môi trường, loại bỏ các vật dụng đọng nước, đậy kín các lu, chậu hoặc thả cá diệt lăng quăng, diệt mũi. Những phụ nữ đang mang thai không đến các quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika thì không cần thiết. Ngoài ra, cần sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục với người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm virus Zika. Điện thoại đường dây nóng tư vấn sức khỏe phòng bệnh liên quan đến virus Zika 0989 671 115. Xin được chuyển sang phần tin tức nông nghiệp. Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Hậu Giang đã gieo sạ được hơn 52.000 hecta lúa hè thu trong tổng diện tích dự kiến xuống giống là 76.000 hecta. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang, hiện các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã có kế hoạch ký kết bao tiêu hơn 10.000 hecta lúa hè thu năm 2016 cho bà con nông dân. Có 5 doanh nghiệp đăng ký bao tiêu: công ty lương thực sông Hậu, công ty xuất khẩu lương thực, thực phẩm miền Tây, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khang Hưng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy sản Hoàng Long, doanh nghiệp tư nhân Công Bình với tổng diện tích lúa hè thu năm 2016 được bao tiêu khoảng 10.000 hecta. Trong đó, doanh nghiệp tư nhân Công Bình đăng ký bao tiêu nhiều nhất với khoảng 5.000 hecta giống lúa RVT. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa tại Hậu Giang của doanh nghiệp tư nhân Công Bình tại 14 xã phường trên địa bàn tỉnh với kinh phí đầu tư dự án trung bình khoảng 54 triệu đồng một hecta. Thưa quý vị, hạn mặn xảy ra đã gây ra cho người dân vùng đồng bằng những thiệt hại đáng kể từ sản xuất, sinh hoạt đến nguồn nước ngọt, sinh hoạt. Vì vậy, những lưu ý của ngành chức năng và sự chủ động ứng phó của người dân sẽ phần nào giảm bớt những thiệt hại do hạn mặn gây ra. Cũng liên quan đến nội dung này, biên tập viên Ngọc Như sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất qua bản tin diễn biến xâm nhập mặn ngay sau đây. Thưa quý vị, với việc xả bổ sung nước từ các hồ chứa thủy điện của các nước thượng nguồn, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu và sông Hậu tại Châu Đốc đã tăng lên đạt đỉnh điểm là 0,71m vào ngày hôm nay. Lưu lượng dòng chảy tăng mức lớn nhất khoảng 4.300 m3 một giây. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ ngày 12 cho đến ngày 25 tháng 4, vùng ven biển Đông ở đồng bằng sông Cửu Long có thể lấy nước ngọt cách biển từ 25 cho đến 40 km, đẩy mặn so với hiện nay khoảng 15 km. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam lưu ý, để tận dụng nguồn nước ngọt, các địa phương tập trung tối đa phương tiện để lấy ngọt, đặc biệt chú ý mở các cống bơm khi nước ngọt xuất hiện.
Khi thực hiện việc lấy nước thì cần kiểm tra độ mặn của nguồn nước. Ngay sau đây chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị độ mặn diễn ra ngày hôm nay tại các điểm trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, tại thành phố Vị Thanh, các điểm đo được đang có dấu hiệu tăng trở lại về nồng độ như ngã ba Nước Trong, Quả Tiến 11,3 phần ngàn, tăng 0,8 phần ngàn so với ngày hôm qua. Các điểm khác như cống Kinh Lầu, kênh Trực Thăng, kênh Thanh Long, kênh Mười Thước, độ mặn cũng tăng dao động từ 7,8 cho đến 10,6 phần ngàn. Còn tại Long Mỹ, mặn tăng chậm hơn với độ mặn tại Ủy ban Nhân dân Lương Nghĩa 10,4 phần ngàn, cống Hóc Bó 11,4 phần ngàn. Thưa quý vị, giữa lúc hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài gây khó khăn cho bà con nông dân, chiều qua cơn mưa kéo dài khoảng 20 phút ở huyện Châu Thành và một phần của thành phố Rạch Giá khiến cho người dân ở Kiên Giang vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên, cơn mưa này cũng chưa giải tỏa được cơn khát nước ở những vùng bị hạn mặn. Bởi theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mùa mưa chính thức bắt đầu ở vùng này từ ngày 15 cho đến ngày 20 tháng 5, có nơi thì đầu tháng 6. Từ nay cho đến thời điểm đó thì mưa được xem là trái mùa và chuyển mùa. Liên quan đến việc phối hợp ngăn mặn tại Long An và Tiền Giang, mới đây tỉnh Long An đã triển khai công trình cấp bách ngăn mặn tại 6 rạch dọc quốc lộ 62, đoạn từ cầu Bà Hai Màng cho đến cầu Bến Kè và 13 cống để giúp ngăn mặn vào địa bàn tỉnh Tiền Giang. Bởi qua nhiều ngày theo dõi thì nước mặn ở thượng nguồn sông Mekong đổ về không đủ để đẩy mặn ở sông Dầm Cỏ Tây. Hiện nay độ mặn đo được tại các cầu dọc trên tuyến quốc lộ 62 đã tăng lên mức là trên 2,4 phần ngàn. Và đó là những thông tin về diễn biến xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long. Còn bây giờ thì mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối thành công của việc cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng do Sở Giao thông Vận tải Hậu Giang triển khai thực hiện trong thời gian qua. Vào ngày 2 tháng 4 năm 2016, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang thí điểm mô hình cấp đổi giấy phép lái xe qua đường bưu điện tại huyện Châu Thành. Theo ghi nhận bước đầu thì mô hình đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân, tiết kiệm thời gian, chi phí và hơn hết là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong cải cách hành chính. Thay vì phải chạy mấy chục cây số đến Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang để làm giấy chuyển đổi giấy phép lái xe, thì giờ đây ông Nguyễn Ngọc Khuyến chỉ cần đến bưu điện thị xã Ngã Bảy, hơn một tiếng đồng hồ sau là ông đã hoàn thành hồ sơ xin chuyển đổi giấy phép lái xe từ thẻ nhựa qua thẻ VET, giúp ông tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Đường xá xa xôi, thì nhất là những người lớn tuổi nó đi thì nó hơi khó khăn chút xíu, rồi mất thời gian, rồi cái tiền bạc các thứ này kia nọ, tại địa phương mình nó thuận tiện hơn. Sở Giao thông mà tổ chức và được như vậy đó là người dân người ta phấn khởi lắm. Việc áp dụng theo hình thức mới này, người dân chỉ cần đến bưu điện, huyện, thị xã, thành phố đăng ký và điền đầy đủ thông tin và hồ sơ. Chụp ảnh và nộp hồ sơ là đã hoàn thành thủ tục xin cấp đổi giấy phép lái xe. Sau 7 ngày, người dân sẽ nhận được giấy phép lái xe mới tại bưu điện. Nếu người dân có nhu cầu đưa giấy phép lái xe về tận nhà, thì chỉ cần đăng ký dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu điện với giá 60.000 đồng trong tỉnh và 90.500 đồng ở ngoài tỉnh. Hiện tại, tỉnh áp dụng mô hình dịch vụ tiếp nhận hồ sơ cấp phát giấy phép lái xe qua đường bưu điện. Thí điểm tại thị xã Ngã Bảy, huyện Châu Thành bắt đầu từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 4. Riêng tại huyện Long Mỹ được thí điểm từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 4. Tại đây là một cái công tác nhằm nâng cao cái công tác cải cách chính của ngành. Thì chúng tôi thì quan điểm thì tạo điều kiện tốt nhất để người dân tham gia các cái dịch vụ. Và đồng thời chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể là tổ chức tại các cái địa phương còn lại để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân tham gia cấp đổi giấy phép lái xe. Cấp đổi giấy phép lái xe qua đường bưu điện là cách làm hiệu quả, góp phần giảm bớt thủ tục hành chính đối với đơn vị cấp đổi, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho người dân, nhất là đối với người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa. Chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Hậu Giang đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại nội dung này tại địa chỉ website hậugiangtv.vn hoặc trang YouTube cũng với tên miền Hậu Giang TV. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.